Mở nó thôi, cái cạnh này cho cái gừng với lại tỏi, cái là một ít gia vị hầm, một ít gia vị kho, quế hồi này nọ cái này. Và cho nó thơm lên, xong rồi em sẽ cho tương này. Và tương gọt màu này. Món này không thể thiếu được, có màu nó mới đẹp thế này. Có bia vô là cái hương vị thịt nó khác lắm. Kho thôi, kho tầm 30-40 gì đó cho thịt nó mềm. Kho chín đây nè, ngạn với cơm rồi bá cháy luôn. Anh đi anh, nấu ăn xong rồi mà nãy giờ rồi mà tại cả nhà không ai đói cả nhà. Ba mẹ chồng em ngoài đó cho nó kêu là nóng quá chưa có muốn ăn liền. Em cũng chưa muốn ăn liền nên là để cái giờ này đi, 1 giờ chiều. Rồi 1 giờ rồi nó bắt đầu đi xuống cho dinh nó, nó sợ nó đói. Bật cái quạt lên cho mát. Ưa bữa ưa chào nãy nay, xin chào nãy nay đi. Xin chào nãy nay chú Phan. Phan đi. Má, đi chú Phan bố. Chú bà, chú tiện bà. Bà ba căng thái thật chư là cơ lý. Căng thái thật chư là cơ lý, bây giờ tao thật chú Phan bố chú, không quên rồi. Hay有吗？还有几个？ 汤圆。em nấu canh bắp cải với lại bò viên cả nhà.
Nấu canh này ngon mà ăn nấu nhanh nhất luôn á, nhanh gọn. Bữa nào ngày hôm ra nấu gì, nà thiên chẳng có chút lên chua xả là chú tuân tiện trong quán chữ thắng. Chào đến xa chú khởi vậy lo. Sáng sáng trên thiên dụ, con sao có khăn đi mãi lắm. Tòa xa, quê của quê. Nó mấy nào sẽ giúp khởi tòa chèn đó. Ừ, ai khởi. Con chỉ tà trang yến. Cái mà? Tà trang yến hả? Sư bây giờ tà trang yến? Đứng tà trụ mà. Ý tư thiên ta xua tà trang yến. Chị mì phan ba. 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 Chị mì Ông ba chồng em á, trước giờ á, là một người rất là mê ăn mành thầu luôn. Bữa cơm nào mà không có mành thầu cho ông là ông cọc luôn đó. Dù là cả nhà nấu lẩu hay là nấu miến, nấu gì đi chăng nữa thì cũng phải có mành thầu cho ông. Mà mấy bữa nay cả nhà không thèm ăn luôn á. Chuẩn bị sẵn mành thầu rồi ba chồng em cũng không ăn luôn. Hôm nay á, kêu mãi mới chịu ra ăn được bát canh vậy nè. Bảo là thời tiết nóng quá nên chẳng có thèm ăn uống gì hết trơn á cả nhà. Cứ nằm dài trong phòng á, mệt mỏi, uể oải cả ngày vậy đó. Mẹ chồng em cũng vậy luôn á, tính không có chịu ăn gì hết. Nhưng mà em kêu ra ăn á, em kêu không ăn được nhiều thì mình hút miếng canh cũng được. Chứ lỡ mà đổ bệnh ra thì làm sao. Hai ông bà mấy ngày nay đều vậy á cả nhà. Sáng hút có miếng cháo lỏng, là xong rồi trưa là không có chịu ăn cơm đâu, là nhịn tới tối luôn á. Tối có khi 8-9 giờ mới ăn được miếng cháo nữa. Vậy nên á, cả ngày đâu có sức gì đâu. Cho nên lúc nào cũng trong tình trạng ế oải hết trơn á. Nhìn mặt ba chồng em là hiểu rồi đó, không có miếng sức nào luôn á. Hồi trước á, ăn cái gì cũng ăn mấy tô á, giờ tự nhiên á, không có thèm ăn uống gì hết trơn. Em chỉ sợ ông bà đổ bệnh ra thôi à, lại khổ nữa. Từ bữa giờ em bệnh á, thì em cũng không có ăn được nhiều. Rồi em ăn cũng thanh đạm hơn, mà bữa nay thèm thịt quá chừng luôn á, mới kho nồi thịt lên ăn với bát cơm mà nó đã. Bữa nay nữa là em uống hết thuốc rồi, nên là chắc là mai mốt là em đi khám lại coi như thế nào. Ba mẹ chồng em cũng lớn tuổi rồi mà bữa nào thấy ông bà bỏ ăn là em sợ ghê luôn đó cả nhà. Nên kiểu gì kiểu cũng phải lôi kéo ông bà ra hút miếng cháo cũng được, miếng canh cũng được. Chứ nhịn ăn là thấy trời ơi sợ lắm. Má, của mình sư huay truan truan. Sư huay truan truan dấu xả mẹ không? Ừ. Hay dỗ. Hiện tại thấy lắm khỏe à? Đâu? Tay khẩu trang à? Nhớ tay mà. Bắt tay vào. Đâu? Trên thị trấn em á thì cứ tầm 10 ngày á lại có một lần á tổ chức hội chợ. Là người nông dân á, nhà nào có nông sản gì á, có cái gì á là đem ra đó bán. Chiều nay thấy cũng rảnh rảnh nên em rủ mẹ chồng đi lên lượn thử coi có cái gì mua không. Mà rủ mẹ chồng em rủ phát là đi liền à, mẹ chồng em dễ dụ lắm. Với lại dạo này thời tiết nóng nực quá chừng luôn á, cứ chờ chiều lại hết nắng cái là xách xe đi lượn, hóng miếng gió cho nó mát ra cả nhà. Chứ bên này nóng nó cứ thế nào ngột ngạt khó chịu ghê. Đậu xe ở đây luôn, cái nhà đậu xe đi con đi cho lẹ. Em có cái gì mua không? Vô hấu quá trời luôn.
y khoai y chín 3.500 nửa ký, một ký 7.000. Cơ sở Xiao Lý mà. Xiao Lý, Xiao Lý. Ủa mình chơi dễ dụ, ná xuống lại mai bà. Cái bánh lê nhỏ nhà em quá trời luôn. Tắt hái ra bán quá. Trá chi. Giao bây giao chứ. Chứ kia rồi, chứ lấy lấy cháu bảo bảo. Lấy lấy bảo bảo. Tổ bà, tổ luôn. Ây ạ. Cô bao là răng ở tổ bà. Quá trời đồ ăn luôn. Đồ ăn vặt. Coi thử coi có cái gì để mua không mà. Ăn nhiều sầm mơ. Mấy ô xả. Trứng. Trứng cút người ta luộc á. Bán gì mà đông người quá vậy. Chua sầm mơ. Sầm mơ giang đồ. Sầm mơ giang. Mày để hồi chắc chưa mà. Mơ mày. Chưa phải gì. Ban chín cho xuống lòng. Nó ban chín. Ban chín đi tiền đi. Sao vậy mà. À xuống xuống. Chỗ chỗ chỗ. Ná hậu ná hậu. Ta nói ồn như cái chợ là đúng rồi đó. Có 23 tuổi sẽ. Thiến của Thiến. Thiến của Thiến. Tuổi sẽ chín. 4.8 斤. 4.8 斤. 4.8 斤 那多. 那多. Mấy cái chứ thôi là. Giao cho bà. Chị khoai. Hả? Chị khoai. Sao ngủ. Chợ này toàn bán rau củ không à. Khoai lang hôm bữa em mua vẫn còn nên thôi. Chiều rảnh rảnh rủ hai bà cháu nó đi lượn đó mà. Chứ ở nhà đồ ăn cũng còn, không biết mua gì luôn. Câu sư cháo biển ngò. Dấu thiếu. Khẩu giá. Khẩu giá chở mang. Khẩu giá chở mang. 20 块钱. 20 块. 拿里面的吧. 那拿一只. 好. 等一下回家再吃. 哎, 吓一跳. 你买啥了? 来吃这个来。你老婆呢？在买啥？我说我说哪天哪天能去玩了，我们一起去游乐场玩一趟。可以吗？啊。Hello。啊，专专买东西，买个烤鸭。你们买啥？他想吃那个鸡翅。啊。Mình ngồi xe với bà nội. Má, 先走啊，拜拜。
bà nội treo đồ ăn nên là gần nó ngồi xe bà nội rồi cả nhà. Mà, nhỉ chơ dấu tung xì, ta dù chua nhỉ chơ. Chiều đi dạo hội chợ á, thấy người ta bán vịt nướng ở đó nên là em mua một con này cả nhà. Vịt nướng kiểu này á, ăn cũng rất là ngon. Cái da nó giòn giòn mà cái thịt ở trong nó mềm á. Cả nhà em á, ai cũng thích ăn món này hết trơn á, nên là lâu lâu á, bữa nào đi lượn mà em thấy có bán là em mua à. 20 tệ một con là khoảng 70 ngàn tiền Việt thôi cả nhà. Mua về cả nhà ăn chơi chơi cũng ngon cũng vui lắm. Với lại có vịt quay cái là ba chồng em chịu ra ăn luôn rồi nè cả nhà. Lúc đầu kêu ra ăn cơm không ăn đâu. Chứ mà kêu có vịt quay cái ông cũng chịu chạy ra ăn cơm. Mắc cười ghê. Đúng món khoái khẩu quá nên đâu có bỏ được đúng không? Dạ. Dạ. Sao sao lỗi xin tỏ ba?